trong nhiệm kỳ 2019-2024, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Gia Sao đã triển khai các chương trình thiện nguyện vì an sinh xã hội như tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng 3 biên giới, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Theo đó, hội đã trao 20 chiếc xe đạp cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, tặng 250 suất quà cho các hộ nghèo với kinh phí trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, vận động 300 đoàn viên thanh niên, người dân tham gia hiến máu nhân đạo. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu, nghị quyết nhiệm vụ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương chọn 21 thành viên vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Gia Sao khóa 6. Anh Thái Đắc Chinh được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Gia Sao khóa 6. Đồng thời, hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Gia Rai khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029.